8 thực phẩm tốt nhất dành cho người bị bệnh thận, ai cũng cần biết. Thận là một bộ phận quan trọng của cơ thể. Thận khỏe, cơ thể sẽ khỏe và ngược lại, cơ thể sẽ nhũn. Ngày nay, có nhiều người gặp vấn đề về thận ở những mức độ khác nhau, nhưng có thể khắc phục được bằng các món ăn. Đầu tiên là 3 loại trái cây tốt cho người bị bệnh thận. Phải kể đến đầu tiên trong danh sách này là dưa hấu. 91% thành phần của dưa hấu là nước, phần còn lại là chất xơ lành mạnh. Vì vậy, các chị hãy bổ sung loại hoa quả này vào chế độ ăn của cả nhà, nhất là những người bị bệnh thận. Loại quả thứ hai là việt quất. Trong quả việt quất chứa ít natri, kali nhưng giàu anthocyanin, một loại chất chứa thuộc tính chống oxy hóa. Hãy bổ sung vào chế độ ăn để cung cấp cho cả nhà, nhất là người bệnh thận. Loại quả thứ ba có trong danh sách là quả nam việt quất. Dưỡng chất trong quả nam việt quất giúp ngăn ngừa nhiễm vi khuẩn trong các lớp niêm mạc bên trong của bàng quang và nước tiểu. Trong khi những người bệnh thận có nguy cơ cao bị nhiễm trùng đường niệu, nên việc bổ sung nam việt quất và chế độ ăn là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa điều này xảy ra. Một số loại rau củ tốt cho người bệnh thận. Đầu tiên là súp lơ. Những người bị bệnh thận cần giảm sử dụng natri, kali và lưu huỳnh vì những khoáng chất này góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Và vì súp lơ rất giàu dinh dưỡng nhưng lại ít những loại chất này, nên ăn súp lơ là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe thận. Tiếp theo trong danh sách này là dưa chuột. Trong số những thực phẩm tốt cho người mắc bệnh thận thì không thể bỏ qua dưa chuột. Loại quả này chứa chủ yếu là nước, chính xác hơn là 96%. Vì vậy, loại quả này rất tốt cho sức khỏe của thận. Thứ ba là củ cải. Loại củ này rất giàu chất chống oxy hóa và dưỡng chất như ít kali và phốt pho, do vậy là một chất bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn thân thiện với thận. Thứ tư là tỏi. Tỏi là loại gia vị quan trọng đối với những người bị bệnh thận, vì những người này cần hạn chế hấp thu muối từ thực phẩm. Tỏi giúp làm tăng hương vị của món ăn khi thiếu muối. Thứ năm là hành. Cũng giống như tỏi, hành giúp tăng hương vị của món ăn. Ngoài ra, hành tây rất giàu vitamin B complex, vitamin C và mangan, giúp cải thiện sức khỏe của đường ruột của bạn. Ngoài những thực phẩm tốt cho người bị bệnh thận nêu trên, thì bệnh nhân thích ăn trứng có thể loại bỏ lòng đỏ và chỉ ăn lòng trắng. Vì lòng đỏ trứng chứa nhiều phốt pho, trong khi lòng trắng không chứa chất này. Hơn nữa, lòng trắng chứa nhiều protein thân thiện với thận. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.